Trương Mỹ Nhân nói về mối quan hệ với Bạch Công Khanh sau Duyên Kiếp. Trương Mỹ Nhân cho biết, cô xem bạn diễn trong phim Duyên Kiếp, Bạch Công Khanh là anh trai ngoài đời thực. Phim truyền hình Duyên Kiếp do Chu Thiện do Bạch Công Khanh, Trương Mỹ Nhân, Huỳnh Đông đóng chính hiện đang phát sóng trên THVL1 và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tính đến 3 tháng 9, Duyên Kiếp vẫn đang dẫn đầu cả nước về rating. Trên TikTok và Facebook, các đoạn clip trích ra từ bộ phim nhận về hàng triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận từ khán giả. Hóa thân thành Huệ, cô gái nghèo hiền lành, xinh đẹp, Trương Mỹ Nhân cũng trở thành cái tên được săn đón. Huệ vốn có mối tình thanh mai trúc mã với Thành, Huỳnh Đông, nhưng vì gia đình nghèo khó, cô buộc phải làm vợ bé của Lương để có tiền giúp cha trị bệnh. Lương, Bạch Công Khanh, bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, đồng thời cũng là bạn thân của Thành. Ban đầu, lúc mới bị ép gả cho Lương, Huệ vô cùng đau khổ. Nhưng dần về sau, Huệ cũng nảy sinh tình cảm và sống với Lương trọn đạo vợ chồng. Dẫu vậy, sóng gió cứ liên tục ập đến đời Huệ khi cô đối mặt với Thúy, Ngô Phương Anh, vợ lớn của Lương. Vì không sinh được con và cũng chẳng được Lương yêu thương nên Thúy luôn ganh ghét, tị hiểm Huệ. Với phim Duyên Kiếp, Trương Mỹ Nhân được nhiều khán giả đẩy thuyền cùng cậu Lương, Bạch Công Khanh. Hai diễn viên tạo nên chuyện tình cậu chủ khờ, cô gái nghèo mặn đắng chua ngọt đậm đà hương vị, nhưng ít ai biết là ngoài đời thực. Trương Mỹ Nhân, Bạch Công Khanh có mối quan hệ khá thân thiết. Để được đẩy thuyền thì chứng tỏ bộ phim Duyên Kiếp đang tạo ra hiệu ứng tốt và mọi người cũng tin vào thể hiện của Trương Mỹ Nhân, Bạch Công Khanh trên phim là thật. Nhưng mà mọi người ơi, ngoài đời thực thì anh Khanh giống như anh trai thực sự của tôi vậy đó. Chúng tôi ở hai căn hộ khác nhau trong một tòa chung cư, vậy nên có nhiều thời gian để nói chuyện và đi ăn uống cùng. Anh Khanh là mẫu đàn ông tốt, gương mẫu mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Làm bạn với anh Khanh thì tôi học hỏi được nhiều điều, dù là trong công việc hay cuộc sống thì anh Khanh đều tận tình hướng dẫn tôi. Tuy không cùng cha mẹ nhưng với tôi, anh Khanh như anh trai trong gia đình, anh ấy luôn chiều em út, tử tế và lịch sự, Trương Mỹ Nhân kể. Bên cạnh đó, Trương Mỹ Nhân cũng bộc bạch rằng cô đã gặp không ít khó khăn khi đóng phim xưa. Từ trước đến nay, Mỹ Nhân luôn muốn góp mặt trong các dự án phim xưa như Duyên Kiếp nhưng vì ngoại hình không phù hợp nên mới thường xuyên bỏ lỡ. Có cơ hội tham gia Duyên Kiếp với tôi là điều vô cùng may mắn. Nói thật là với chiều cao 1m78 thì tôi nghĩ là nhà sản xuất cũng cân nhắc làm mới trao vai diễn cho tôi. Vì phim xưa thì làm gì có ai cao như vậy. Phim xưa lời thoại, cử chỉ, điệu bộ rất khác với phim hiện đại, nó trái ngược hoàn toàn với con người ngoài đời của tôi. Với những ý kiến góp ý cho vai diễn của mình, tôi xin ghi nhận và cố gắng điều chỉnh. Sau khi bộ phim phát sóng, tôi cũng đã xem lại và nhìn nhận những gì còn chưa tốt để hoàn thiện bản thân trong các vai diễn sau này, Trương Mỹ Nhân chia sẻ thêm.